ấy. Bây giờ Cần Thơ lại có một cái Amway Center như thế này rất là tuyệt vời. Trong suốt quá trình em làm Amway, em rất là mong chờ cái trung tâm này xây dựng. 15 năm chuẩn bị cho một bắt đầu. Ước mơ của chị đã thành hiện thực, một lần nữa rất là hạnh phúc. Hiện tại chị đang rất là hào hứng với trung tâm phân phối mới của mình. Khi mà trung tâm phân phối của Amway Cần Thơ mở ra thì kích phát được cái động lực của mình và kích phát cái niềm tin của mình và thấy được cái sự lớn mạnh của Amway. Mình có thể giới thiệu được rất là nhiều các cái dịch vụ, các cái sản phẩm của Amway của mình. Thay vì trước đây chúng tôi chỉ nói thôi, nhưng mà hôm nay là có hình ảnh và tất cả người thân tôi đến đây là chạm tay được sản phẩm. Mở thẻ xong rồi có thể vô mua hàng, cảm thấy rất là thích. Khi mà khách hàng của mình đến đây thì họ sẽ rất là có niềm tin. Và thông qua cái việc trải nghiệm này, mình hoàn toàn có thể giúp khách hàng hiểu hơn về Amway. Và chắc chắn là bản thân em và đội nhóm của mình sẽ tận dụng tối đa cái trung tâm này để làm sao phát triển được kinh doanh của mình. Và mình tin chắc rằng sắp tới đây thì Amway tại Việt Nam ta sẽ xong cái đà phát triển, sẽ mở rất là nhiều cái trung tâm phân phối này ở tất cả các tỉnh thành. Hội trường thì rộng hơn, cũng giống như là có đầy đủ hơn, tiện nghi hơn. Và có quan trọng nhất đó chính là có Phaito cà phê. Anh chị ở đây vui vẻ, rất là nhiệt tình Rất cực kỳ tiện nghi và thuận lợi cho khách hàng và nhà phân phối. Đẳng cấp 5 sao luôn. Cảm giác rất là đẹp, rất là đá lên. Và hỗ trợ cho đội nhóm là trải nghiệm được nhiều hơn, tốt hơn và có thể là tiến xa hơn. Nơi này là nơi phát triển tương lai của mình và tương lai của hệ thống mình.